Patreon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Chỗ này đẹp quá hả? Em hay đi đến chỗ này hả? Dạ, anh chị ơi, nhân dịp khai trương cửa hàng em đang có chương trình rút thăm trúng thưởng một chiếc điện thoại đời mới à. Em mời anh chị tham quan cửa hàng. Em vừa nói gì? Trúng được một cái điện thoại thiệt hả? Dạ, trúng rồi anh ơi. Nhưng mà làm sao để trúng được một cái điện thoại? Dạ, chỉ với mở hóa đơn mua hàng trị giá 200.000 là anh chị đã có cơ hội tham gia bốc thăm rồi ạ. Sáng giờ đã có rất là nhiều người thử. Nhưng mà chỉ có 200.000 thôi mà. Biết đâu mình gặp may thì sao? Người ta lừa mình để mua đồ đó. Chắc không có đâu, biết đâu mình gặp may. Anh thích thật hả? Gì đi. Anh chị nhớ lát nữa ra bỏ thăm vào thùng giúp em nha. Chỗ này có nhiều bánh nhìn ngon quá ha. Bữa nào em làm mời mọi người ăn nha. Nhưng mà mấy cái này là bánh Âu, em biết làm hả? Nhà em có lò nướng, có đầy đủ nguyên liệu hết đó, dễ làm lắm. Ủa, nhưng mà nhà em cũng ở Sài Gòn, sao em lại chuyển lên ký túc xá ở? Ba mẹ em đi xuống, ở nhà một mình chán chết, lên ký túc xá có bạn bè vui hơn. Bánh này ngon nè anh Hoàng. Cái đó bao nhiêu tiền? 50.000. Ừ, được đó. 4 cái là đủ một phiếu rút thăm trúng thưởng rồi. Thì lấy một cái thôi, mua 4 cái ăn ngán lắm. Mình lựa cái khác nữa. Nhưng mà đâu có biết cái nào ngon đâu. Đi vào đây. Dạ, em gửi đây là hàng của anh chị ạ. Cảm ơn. Em cảm ơn. Em gửi mình phiếu rút thăm, em gửi chị 3 phiếu. Cho em gửi anh ạ. Em cảm ơn. Em. Nè, nghe lời em, chị mua tới 3 phiếu luôn á. Dạ vâng ạ. Mình bỏ vào thùng. Còn anh chỉ có một cái thôi. Dạ. Em chúc hai anh chị may mắn ạ. Anh đi trước. Tao mẹ. Làm như tôi hiểu vậy. Mọi người ơi, cho em hỏi có anh Hoàng ở đây không ạ? Anh Hoàng đây. Anh Hoàng ơi. Kìa ai kìa. Anh Hoàng ơi, anh trúng cái điện thoại rồi nè. Xuống. Dạ, em gửi anh ạ. Cảm ơn em. Anh cái gì vậy? Ôi, cho coi với. Trúng thế may mắn nhờ. Cái gì mà trúng vậy? Chơi gì mà trúng nè. Hỏi dạ, cổ đi. Bên em là có chương trình rút thăm trúng thưởng tại cửa hàng ạ. Còn chương trình đó không chị? Dạ, chương trình mới vừa kết thúc ạ. Quá trời ơi. Chị là đang mặc đẹp ở đây quá. Chị Hoàng, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em. Vâng ạ. Sao anh chơi hơn quá vậy? Thì có anh lấy hết cái hơn của người ta luôn á. Nè, cầm đi. Ôi, ngại quá, cầm giùm đi. Em xin ạ. Mà sao chị không mua tặng ảnh luôn cho rồi ạ? À? Làm thế này chị cho mất công. Không cần phải đếm đâu. Đủ 10 triệu đó. Lần đầu tiên em đi thang máy á. Trời ơi. Chỗ này nó sang ghê. Hèn chi mắc như quỷ luôn. Em phải đóng bao nhiêu tiền? Phòng em mắc lắm. Nhưng mà chủ yếu là hai bạn kia đóng thôi. Còn em ở ké, nóng có chút xíu à. Hay ghê. Mới nhập học đã có bạn tốt rồi. Hên á. Ủa, chứ phòng anh Hoàng mắc không? Cũng mắc. Nhưng mà ở tới 4 người lận. Ủa, chỗ tới 4 người lận á hả? Anh ở ké. Anh ở ké. Anh ở ké à? Không có cho ở 4 người hả? Ừ, ở lén đó. Ủa, thì chắc em cũng ở lén rồi. Bởi vì em phải mua cái nệm này nằm đất nè. Không có hai giường à. Mình ở quê lên thành phố, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Phòng em phòng mấy? 11, 24 nè. 24, 24 đây. Đường này. 11, 24.
Đẹp quá hả? Tôi tới rồi nè. Hoan nghênh, hoan nghênh nha. Vậy là phòng mình tới đông đủ rồi đó. Đây là Huyền, đây là Nhi. À nhớ rồi, hôm bữa sếp đi thi trễ buổi tiếng Anh, còn mặc đồ con trai nữa đúng không? Nhi tính để nệm ở đâu? Ờ, thôi chắc anh Hoàng để cái này giùm em đi. Cái gì tối em rảnh sắp xếp lại sao. Cho anh về ký túc xá Nam cất đồ. Lát anh sẽ qua chở em đi mua mấy đồ cần thiết. Ký túc xá Nam. Anh học chung tiếp viên hàng không với tụi em hả? Ờ, đúng rồi. Ảnh thi đậu từ năm ngoái rồi. Nhưng mà ảnh không học, anh bảo lưu tới năm nay mới học chung khóa tụi mình nè. Mà công nhận anh giấu hay thiệt chứ. Nhà kế bên giờ người ta mới biết luôn. Nhi không nói á, mình còn tưởng hai người là em ruột luôn á. Nhi gọi là anh, tụi em cũng gọi là anh ha. Sao cũng được, anh xin phép đi trước. Lại gặp. Tôi đóng cửa luôn nha. Nhi, lại đi ngồi nè. Cởi giày đó đi trời. Ờ, xin lỗi tôi quên. Tụi mình ở chung nhau 6 tháng lận á. Ráng hòa nhập nha. Qua đây trao đổi số điện thoại đi. Chị, mọi người đọc đi, để tôi ghi lại. Cái gì? Không xài điện thoại hả? Tôi chưa có mua kịp. Không sao đâu, khi nào có số là lưu sau cũng được. Nếu mà Nhi còn liên lạc gia đình á, nói mình cho mượn. Hả? Tôi rửa mặt ở đâu được vậy? Đây nè. Để nó xài trong toilet tôi nha. Càng ràm đi. Sáng giờ. Mẹ nhỏ đó không có điện thoại thiệt hả? Lúc á thì bước từ xe sang xuống, lúc á bản la bản lẻn như nhà quê. Không hiểu nó là cái gì nữa. Ê, nãy giờ nghe gì không vợ? Liên. Nhưng mà cái anh đẹp trai chung như đó phong thái quá trời luôn. Không có chuyện thường đâu. Ừ. Ngay từ đầu tôi mà biết cậu cho nó ở ké, tôi ngăn rồi. Anh Hoàng, Nhi ơi, anh Hoàng tới nè. Ủa, làm gì mà anh lại như siêu nhân vậy? Đợi em chút xíu nha. Đi, dạ đi mua mền, đi mua gà giường, với một cái gối. Ủa, quên. Tôi đi nha, bye bye. Giờ mới hiểu ý đồ thâm sâu của bà nha. Cho nó ở trong nhà cũng được, được ngắm trai đẹp. Mà không biết có tiền không? Thì thư sinh nghèo cũng thú vị vậy. Ừ, ai ham chứ tôi không ham rồi nữa. Ước mình cùng bay phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, xem trọn bộ duy nhất trên VN.